Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ơ cái thằng này xem nào. Hay. Làm gì vậy thanh niên này? Lên bản đánh số nhá. Lên bản đánh số này, ok. Một đứa ở phía này em ạ. Anh thấy rồi, 210 nhá. Ngay cửa sổ này. Ngay cửa sổ 210 em ạ. Không phải. Chữ này hơi nhầm ấy. Không thể nói đâu. Nhưng mà nhà đây có anh ạ. Vừa nãy em thấy cái tiếng bắn súng. Ok ok đây. Hay là bị thằng kia bắn chết rồi. Đâu? Thằng kia mới là đứa bị bắn chết em ạ. À. Anh vừa hạ thằng này ở góc phía kép mà. À, 255. 255 hả? Ở trong cái nhà xanh xanh ấy, ừ. Nhà xanh, anh vừa hạ thằng bạn đó rồi. Đậu xe này. Đậu xe này. Ok, lên bản điểm số nhá. Thế qua đây em ơi. Anh hạ rồi. Em có lút đồ nhá. Em có giáp mấy rồi? Phương anh. Em có giáp 1. Giáp 1 à? Xíu anh qua cho cái giáp 4 này. Quay bay. Thôi chết. Đây đây đây. Bên hông này cũng có người đấy, đông vậy. Đông quay mày. Bên trong này cũng có người nhá. Ngay phía 300 cũng có người em ạ. Anh còn có xíu máu đây à. Nó ngay ngoài này em ơi, anh còn xíu máu này. Phương anh, qua bên này. Xuống qua đây cứu anh. Anh hết máu, anh còn chưa kịp lượm máu cơ, đông quá. Một team ngay phía sau nhá, anh hạ nó luôn này. Lên mà. Đây không có máu hả? Và ai không có máu á? Nó có hai túi máu này. Ok ok đây. Anh bơm đi, anh bơm. Chuẩn bị thằng mà bọn kia nó qua nhá. Em ơi phanh. Ok ok. 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 Đậu xe này. Ok. Ui giời ơi. Hả anh nghe này. Phán này mình chơi gắt đấy. Trong khi không có máu, cứ không máu. Đây từ từ. Hay là em ngồi đây đi, anh qua anh xem lượng máu cho. Chúng nó đông quá mà em. Đông thật đấy. Ở ngay phía 165 vẫn còn người mà. À đây, có máu này, có 4 túi máu này, em này. Có mấy túi anh? 4 túi, đây đây. Trời. Qua đây anh vứt cho. Em ơi, này máu đây. Vâng. Vẫn còn đây. Người sao anh ạ? Em cứ bơm cho đây đi. Vẫn còn người mà, người ở phía 150 ấy. Anh có bông keo này, ok ok đây. Qua đây lượm sát cho nó, chắc là có thêm máu đây. Ngon lành các bạn ơi. Mình kiếm thêm xíu máu thôi. Đây anh ơi. Anh có rồi em. Anh ơi. Anh nghe này. Anh có máu chưa? Anh có máu rồi, 3 túi máu này. Ok. Mới lượm em ạ. Phía sau trường học 60 độ có người nha em. Phía trước này cũng có này. Thôi kệ đi. Mình qua phía sau trước em ạ. Anh ơi anh bơm nốt máu đi kìa. Nhanh. Ở đây không để ý đấy. Ok. Em thấy hầm phía trên chưa? NE đấy. NE có người nha em. Đi em. Ngay chỗ bông keo nhá. Ta với nhau đông lắm. Mấy team với nhau cả đấy. Lên bảng nha bạn ơi. Lên bảng đến số nhé. Ok. Xong luôn. Hình như còn một đứa em ạ. Còn đấy anh ạ. Còn đấy. Team sĩ kẹo lên gạt gió luôn nhé bạn ơi. Hết rồi em ạ. Ủa team mình lên là gạt xong cái team này luôn em ạ. Nó lại easy quá nhỉ các bạn ơi. Ok ok. Anh để máu rồi đây, anh xem anh rút thêm máu đây. Ông nào dựng bom keo kiểu kín như này. Team sĩ kẹo lên là gạt gió luôn nha anh em. Anh ơi em tắt đi code đi tí nhá. Ok, sao tắt đi code vậy em? Thì âm chứ sao nhá. Đâu thấy âm đâu. Thế mình có được MP40 các bạn ạ. Có giảm thanh nữa, nói chung là ngon. Nó từ máu hả? Ok. Ngon lành các bạn ơi. Sao anh không lượm 33 hả đây? Nãy anh quên chưa có lượm em ơi. Đi em.
Mình sẽ qua chỗ này nha các bạn ơi. Ủa, có một đứa trong nhà này. Đây rồi. Làm sao? Thích làm sao hả? Ok, lên bảng. Đem mày lên xe này, chở này. Một tim ngay phía trước các bạn ơi. Có vẻ can đấy. Ok, không sao cả này. Đậu xe này bạn ơi. Lên bảng đánh số nha bạn. Ủa này, lên bảng 8 kill rồi các bạn ơi. Mình xuống phía dưới coi. Đấy cô ra các bạn ạ, ngon lành. Thêm máu nữa này. Nói chung là ổn nha anh em. Ok ok mọi người. Mình đang có 6 quả bom keo rồi. Bây giờ là sẽ không cần thêm bom keo nữa nhé. Lên xe đi em ơi. Sao vậy em? Tí nào các bạn ơi. Mình sẽ qua phía này nha anh em. Qua cái đảo bên này coi anh em ơi, xem là chúng ta sẽ kiếm được thêm bao nhiêu người chưa nữa nha. Qua đây coi nào. Người đâu thì không có thấy các bạn ơi. Mình sẽ qua phía này coi nào. À đủ. Ngoài này cũng chẳng có ai các bạn ạ. Vâng qua ta. Bốn x hả? Ui, kẹo đang xài 2x nè. Đậu xanh. 4x cũng không thèm lượm luôn, công nhận là sang chảnh cho anh em ơi, nhưng mà thôi kệ đi. Khỏi cần luôn nhá. Còn lại 7 mạng nữa ở trong cái ván đấu đấy nha anh em. Mà ở cái đảo bên này thật sự là kẹo không thấy ai cả. Có lẽ là chúng ta sẽ chuẩn bị là quay trở lại đảo chính nha. Chứ đảo này đảo đâu ra người anh em ơi. Không thấy ai mà. Có lại một xíu chúng ta sẽ ra đảo chính nhá. Đến đây mình chuẩn bị là rẽ phải này anh em ơi. Quay trở lại cái đảo chính coi. Ok mọi người, chưa thấy ai cả này. Lên phía trên này coi. Oh my gosh. 8 mạng đấy hả? Ở đây. Thấy rồi nha anh em. Từ đây. Ngay bên hông này các bạn ạ. Ngay cạnh cái khu nhà này có nghe một đứa nhá. Ok, nghe rồi. Thế sau này tắt mic em. Nó ấm. Bà về, ấm hả? Bà về hả? Ok ok. Bà mê, đây. Đây mày, đây mày nó chạy này. Đây mà. Ok. Ui. Bờ 79 luôn, gắt. Có phóng lựu. Ai thấy gắt rồi đấy. Giờ đi kiếm đạn phóng lựu hơi khó khăn đấy. Thế em xem đổi qua súng tiểu liên cũng được mà. Không có thì cứ chơi phóng lựu thôi. Đem đi. Anh có mấy quả bom keo rồi? Anh có 6 bom keo rồi, không sao. Lên xe chở này tí mình qua đổi con xe mới, xe này hơi nát rồi em ạ. Tí cho em lại tắt, tí sợ em tắt mic kia. Ừ, thì tắt mic game cũng được, không sao. Xe này nó mới hơn em. Ok chọn đi em. Anh để mở mic cho mất. Tại vì em sợ ấm. Ấm hả? Không sao. Ấm đâu sao đâu. Bà quát lên anh. À bà quát ạ. Đây còn lại có 4 mạng nữa đây. 2 team nữa em ạ. Ở đây xem là chúng ta sẽ có gì nhỉ các bạn ơi. Ồ, không có ai. Không thấy ai cả luôn này. Ui còn lại 2 mạng em ơi.
Team kia cho nó vừa clear hết hai đứa kia rồi. Giờ là còn lại có hai đứa nữa thôi em ơi. Một team nữa bo hơi to đấy. Team hơi vất vả thì anh em ạ. Để em tìm trong gần em nào. Thôi em cứ ngồi trên xe đi, em nhìn xung quanh đấy. Có người thì bảo anh. Đang chạy xung quanh đi kiếm chúng nó anh em ơi. Đào đâu ra người bây giờ nhỉ? Hay là thủ nhà nhỉ? Kệ cho nó đi. Thì đã bỏ thủ cho nó cũng phải chạy thôi mà. Đây. Anh né cái vùng bom rơi ra một xíu ấy. Ok mọi người. Có thể là chúng nó vẫn đang ở cái đảo bên cạnh. Qua luôn, đây đây. Đó. Chắc là nguy cơ cao là bên này thôi em. Tại nãy là bọn này bắn nó không hiện trên bản đồ đấy. Giảm thanh. Không phải đâu. Anh nghe thì tiếng súng bình thường, không phải tiếng giảm thanh. Tiếng giảm thanh nghe khác mà. Chẳng qua nó không hiện trên map thì chắc là kiểu là nó đang ở chỗ nào xa xa đấy. Cách xa mình nó không hiện trên map mà em. Hello các bạn và chúc các bạn xem live vui vẻ nhá. Oh my gosh, các anh em ơi. Quay lái xe hơi ngào ngào tí. Đã đọc comment của các bạn à. Hello mọi người, chúc mọi người xem live vui vẻ nha. Hai bạn nữa thôi. Thế khu dưới không phải thì chắc là ở mãi khu trên rồi. Kiểu như vậy. Đây. Tôi nghĩ nó ở mãi khu trên này các bạn ạ. Không có luôn cơ. Ủa. Thế này sao tìm ra người hả anh em? Để xem nào anh em ơi. Đang rất là vắng nhá. Phía trên em ơi, phía trên. Từ đây. Nó ngay phía trên em. Đây anh em chặn bọn lại nhá, từ này. Em ơi, phanh, xuống xe. Đây em ơi. Ngay phía trên NE nha em. Còn máu đây em. Em thấy chỗ bông keo chưa? Đậu xanh này nó xếp bông keo à? Nào để coi, từ em ơi. Cái đầu này. Ok, nó một rồi nha em. Cái bọn này. Làm gì nhau, bạn đã qua này. Anh qua anh bơm máu luôn đã. Mình ở dưới coi chừng nó câu liệu lên em ạ. Đây em. Nó có liệu hả? Coi chừng em ơi. Từ đợi xíu. Anh đang có cây bên này. Cầm sẵn MPM nha anh em. Đậu xe này. Rồi. Để móc bên này cho. Rốt cuộc là các chú muốn gì hả? Bom keo này, ở đâu? Nó ở mãi trong lều thì phải mà. Bấm nhiều đạn phóng liệu vậy. Hạ nó cho em. Hai đứa ngay phía sau này. Đậu xe này, hai đứa ngay phía sau à? Đậu xe này bạn ơi, lên bảng này. Một đứa nữa em ơi. Lên qua với em rồi này. Ngay phía này em ơi. Chỗ này em ơi. Lên bảng này. Em mừng nào. Em ơi, em mừng nào. Đây, đứng bên này được chưa? Tấm 1 10 kill nha anh em. Ok, như vậy ở trong vận đấu này mình đã có được top 1 với 10 kill nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.